bây giờ là chơi như thế này nhá. Bây giờ mình này, oán. Ok. Hai ba. Oán tu tì ra cái gì ra cái này. Trời, thua rồi. Thì làm gì làm, đầy tích sợ nhá. Ừ, làm 5, 10, 15, 20, 25, 30 nhá. Tí đó, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 95, 100. Ai chưa xong mà kệ nhá. Lợn đi đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Mi ơi. Ôi này, xin Quỳnh Anh nhá. Tập lông. Bây giờ kém. Rồi, bây giờ tận đố cậu bắt được cái mì đấy. Mì à? Ừ. Thế cũng dễ thôi. Mì đúng không? Mì ơi, có giỏi lên tiếng đi nhá. Đi tìm đi. Không lên tiếng à? Thì đi tìm. Không lên tiếng thì mình đi tìm. Có gì khó đâu. Mình trốn đâu mà tìm nữa, ngay chả thấy. Ê, không ấy, cậu nhắc tớ đi. Tớ có biết đâu mà nhắc. Trời ơi, tớ ở đây này, còn lâu mới tìm được tớ nha. Tớ đang trốn ở gốc ổi đây này. Thôi rồi. Mi ơi, ra đi, tớ chịu rồi đó. Thua rồi. Mi ơi, Mi. Tao có nghe thấy cái giọng của Mi ở đâu đây nhá. Đây này, trời ơi, đây. Cái giọng này này. Đây này. Ôi, mày đi đâu, từ đâu chui ra đây hả con kia? Trốn ở đây. Con này á? Ừ. Con này thì không thấy được nhỉ? Ừ, thấy là thấy làm sao. Ôi này, đừng nói với tớ là trong bụng cậu là đầy ổi ấy nhá. Đây này. Trời ơi, đấy. Này. Tao có ý kiến này nhá. Bây giờ nhá, mình hái ổi xong mình mang về nhà cho Tú làm kem ổi. Cái này được này. Ok không? Lâu lâu lại thấy khôn này. Đi. Làm luôn nhá. Làm luôn. Chú Tú ơi, chú Tú. Chú Tú ơi. Chú ơi. Chú Tú ơi. Chú Tú ơi. Chú Tú à. Chú Tú à. Chú Tú ơi là chú Tú. Chú Tú ơi. Chú Tú. Cái gì đấy? Trời ơi. Đâu rồi? Trời đang đi ấy ấy cái mà cũng không. Sao bụng đứa nào đứa nấy như bụng bầu thế? Hôm nay nhá, bọn cháu sang đây là có một cái hiện vật để thương lượng với chú. À, thương lượng à? Vâng. Thôi cụ. Thế mọi lần thì tao thương lượng với chúng mày toàn ăn hành ra bãi, ở đây mà thương lượng, chịu. Trời ơi, riêng lần này nhá, chú mà không thương lượng bọn cháu là chú chỉ có tiếc đứt ruột thôi. Đúng. Rồi, chú cứ thử nhìn một lần đi, cháu đảm bảo với chú nhá. Chú chỉ cần nhìn cái mặt hàng này thôi là chú ưng ngay. Chính xác. Thế cái mặt hàng đấy là cái gì, khi hiện vật là cái gì, lôi ra đây xem nào, nhanh lên. Chú xem hàng luôn. Trời ơi, đưa đây, đưa đây, ăn quá. Ngon nào? Ngọt đấy. Trời ngọt ơi. Ơ, ngon quá. Vớ vàng, vớ vẩn. Có khi một quả thôi. Thế bây giờ chú có muốn thương lượng không? Thương lượng cái gì? Bây giờ nha, từ ngày hôm nay bọn cháu sẽ là người cung cấp ổi cho chú để làm kem. Chuẩn. Nhưng mà có điều kiện nha. Cái điều kiện là cái gì, nói luôn đi chứ còn. Điều kiện kìa. Đó chính là chú làm kem phải cho bọn cháu ăn kem miễn phí. Đấy. Miễn phí. Chưa hết. Chú còn phải chia tiền tiền bán kem. Này, này. Thế khôn như chúng mày quên tao đầy nhá. À rồi. Tao đã ăn kem miễn phí lại còn đòi tiền kem. À thôi thế tao làm kem rồi tao ăn cái giải gì. Thế thì trả đây bọn cháu. Chú không đồng ý đúng không? Không đồng ý thương lượng thì thôi, ba bọn cháu tự về nhá. Tự làm kem, tự bán lấy kem rẻ ăn của chú đến lúc đấy nhá. Chú không mua cái chú bán đâu. Này này này, đứng lại, đứng lại. Đứng im đấy. Mấy con này mày rất là đánh đá và gớm mặt này. Đem hết vào nhà tao. Thôi chú vẫn là con người sáng suốt đây. Này hoát đi rồi. Được. Trời ơi. Này này. Này. Eo ơi, anh làm cái gì mà em giật hết cả mình rồi thế này? Ừ, hay con này. Này. Đó. Thế mày làm cái gì mà phải sợ? Hay là bắt đầu lại làm cái chuyện gì mà ám? Hả? Ừ. Sao anh lúc nào anh cũng nghi ngờ em gái của anh. Em nói thật là em không làm một cái gì gọi là mờ ám hết. Em là em chỉ định ra ngoài đầu làng em chơi trốn tìm với Lâm với Quỳnh Anh tí thôi. Đi chơi thì mày cứ đi chứ làm sao mà phải lén lăn lút hả? Này. Đó. Tao nói rồi nha, đừng có mà báo làng báo xóm đấy, nghe chưa?
Em nói thật chứ, em bây giờ là em lớn rồi, em trưởng thành rồi, em không bao giờ kiểu là em phá làng phá xóm như ngày trước nữa đâu. Em phải tin em chứ. Lớn nè, trưởng thành nhá. Mày cứ lựa hồn đấy nhá. Em biết rồi, thế bây giờ em đi chơi nhá. Đi đây. Đi sớm hay về sớm nhá. Bây giờ nhá, các cậu vào trong các cậu bứt ối. Tôi đứng ở đây để tôi canh chừng cho được chưa? Ok, nhất trí. Hả? Nhất trí sao mà này kiểu lo lắng này bây giờ nhá. Cứ vào trong cái hai ổi đi. Ví dụ mà có một cái động tĩnh gì nha, các cậu đứng im. Kiểu giống như là tượng á. Còn tôi đứng ở ngoài đây tôi giải cứu các cậu. Được không? Ok. Trời. Làm luôn nào. Rồi, bứt đi nhanh như nào. Ngờ bên nhá, nhắm này bứt được thì nhắm này. Hãy nhanh lên nhá. Một kia, qua chỗ của người đúng không? Trời ơi. Ơ Mi. Bọn ăn trộm ổi này. À, thằng này. Sao? Đã ngã rồi. Mà tại sao lại có một mình mày? Bọn kia đâu? Bọn nào? Tao nhớ mày, tao đến thăm mày. Nhớ tao hay là nhớ vườn ổi nhà tao? Thằng mất dạy. Ổi đâu? Ai cho mày vặt hả? Ai vặt? Ngã bẩn hết tay chân này để bảo không không trộm đi. Không trộm đi. Tao nhớ mày. Không, không phải giải thích. Đứng lên. Ôi. Đi. Ôi dồi. Ôi dồi. Trời ơi. May nha. May mà mình chạy nhanh nha. Không đúng một chậm. Đúng một tí nữa thôi là thằng Kiệt kiểu gì nó cũng tóm được mình. Mấy hôm nay là mình bứt ổi nhà Kiệt là gọi là gần hết cây rồi, nó mà phát hiện ra trời ơi, nói chung là thôi đời luôn. Chết sụp đi. Ôi này, quỳnh anh, quỳnh anh, lên nhanh lên, trời ơi. Ủa ơi, hả? Thằng Lâm nó bị ngã xong bị Kiệt nó tóm luôn rồi. Nó không bị chém cơ. Cái gì? Chém mắt. Tớ sợ quá tớ chạy luôn. Mà bên này bây giờ mình phải đi trốn thôi chứ không bị Kiệt bắt là chỉ có chết. Thằng Lâm bị chém. Thì bây giờ mình phải đi thăm chứ đi nào. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Bây giờ mình không thể bỏ rơi đồng bọn nữa đúng không? Đi. 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 Này. Dạ. Thế cái mìn nhà anh nó bây giờ nó đang đâu rồi? Em nói thật với anh là em không biết nó đâu cả. Nó trốn kỹ lắm anh ạ. Ui giời. Anh Trường ơi, anh xem nào chứ bây giờ cái bọn này nó mất dạy quá rồi. Cái ok ổi nhà em còn chưa ăn được một quả nào mà cái bọn mất dạy nó đã sang nó vặt sạch rồi. Nặng cái gì? Thôi được rồi. Bây giờ anh với mày đi tìm con mì đã nhá. Dạ vâng, phải tìm được nó để tìm bằng được nó. Vâng vâng vâng, đi. 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 Bước đi. Còn lại báo nữa rồi. Mày nhá. Tí nữa là bị anh Tượng với cái đội kia phát hiện ra đấy. Dạ cảm ơn. Hết cả hồn. Này. Dạ. Đi lòng vòng nãy giờ cả một làng khắp xóm rồi mà cũng không thấy mặt mũi ở đâu được. Không biết bọn này nó trốn ở đâu ấy chứ đi. Về đi. À này. Dạ. Anh mày nghe thấy tiếng này nó quen lắm. Cái gì ạ? Cái tiếng gì đâu ạ? Đợi anh đi. Ồ, hai đứa này. Này Quỳnh Anh. Đứa nào đấy? Đứa nào? Anh Tượng. Mi ơi dậy. Dậy đi Mi ơi. Đang ngủ. Anh đang Tượng ngủ. Kìa. Làm việc cái gì? Anh Tượng ở đâu vậy anh? Anh mày đây. Đây. À đây rồi. Hai con giặc rời. Mày ăn trộm ổ nhà tao à đúng không? Hả? Hả cái gì? Này. Dạ. Sao suốt ngày mày cứ thích phá làng phá xóm thế hả? Bảo bao lần rồi. Em cũng phá đâu. Tớ... Là còn dẫn đầu đi ăn trộm ổ nhà Kiệt nữa. Thấy chưa? Tớ xin lỗi cậu. Tớ bứt hết ổ nhà cậu. Với lại xin lỗi các cậu là rủ các cậu đi hái ổ trộm nhà lần Kiệt. Lần nào cũng là... xin lỗi. Xin lỗi xuống thế thôi à? Thế số ổ của tao đâu? Số ổ thì bứt xong rồi đi cung cấp cho chú Tú làm kem hết rồi. Cung cấp cho chú Tú nhỉ? Sao nói cái giọng kiểu đấy nhỉ? Chứ bây giờ làm sao? Thì tớ xin lỗi rồi mà. Thôi được rồi. Bây giờ sang chỗ ông Tú. Xem nói chuyện rõ ràng, xem là số ổn ở đâu. Đi đi. Dạ vâng. Chị... Nhanh cái chân lên. Đi đi. Cái thằng này đi. Tại tao bế mày đi à. Đau đầu với mấy đứa này quá đấy.
Ô hai cái bọn này hôm nay đi đâu mà lâu thế không biết. Đã hẹn nhau đúng giờ này gặp nhau ở công viên các hoàng tử, trao đổi ối với nhau mà bây giờ lại không thấy đâu. Trời ơi cái bóng đứa nào nhìn quen quen nha. Đúng rồi chắc chắn. Ôi sao con Mi hôm nay dẫn cả thằng Tượng ra mua kem cơ. Ừ chắc chúng nó biết mình bán kem ổi nên ra mua ủng hộ đấy mà. Đây đây bạn ơi, tôi đây, trời ơi, rực rỡ quá nhỉ, hôm nay đông quá nhỉ. Trời ơi, anh em hôm nay biết tôi bán kem ổi nên đến đây ủng hộ đúng không? Trời ơi. Nháy cái gì, bọn mày cứ phải yên tâm, tao không lấy tiền bọn mày đâu, miết ví nhá. Cái gì, mắt bụi à, hả? Chứ làm sao? Mà này, cái ổi đâu? Ổi đâu đi ăn ổi hôm nay, mà không có ổi nha, thì từ mai đừng có hỏng ăn kem miễn phí luôn. À. Này, hả? À? Thế bạn biết bọn nó ăn trộm ổi nhà Kiệt, chứ có sao bạn lại còn mang về đây mà làm kem, hả? Tôi thề bạn nha, bọn này nó đem ổi sang cho tôi, bọn nó chỉ nói là hợp tác làm ăn và phát triển thôi. Có nói là ổi ăn trộm đâu nên là tôi làm sao tôi biết được. Này, con này mày học cái thuốc ăn trộm đâu? Cháu xin lỗi chú, xin lỗi Kiệt. Thì nói chung là cháu lấy ổi của Kiệt để kiếm ít lời của chú, nhưng mà thôi cậu ạ. Thì tớ chốt dại, tớ bất ổi nhà cậu, coi như là cậu tha lỗi cho tớ nhá. Tớ hứa là lần sau tớ không làm như thế đâu. Có lần sau nữa à? À không. Nốt lần này thôi đấy nhá. Mấy quả ổi đi các cậu xin tớ đi, tớ cho đi làm sao mà cứ phải đi ăn trộm ăn cắp. Ý là sợ xin không cho. Mày xin chưa mà mày bảo không cho. Chưa xin mà đã. Sợ. Này thôi nói chung bây giờ như này này. Bây giờ trong cái chuyện này là tôi cũng có lỗi, mà cái con giặc ôn đi với cái thằng giặc ôn với con giặc ôn đi cũng có lỗi. Đấy, bây giờ tôi xin phép vào làm kem ổi mời anh em thưởng thức. Được chưa? Để cho cái bầu không khí nó vui vẻ một tí nhá. Để cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một comment, một like, một subscribe.